Hello mình, xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay mình mời cả nhà cùng ngắm những cảnh trang trí Giáng sinh từ Việt Nam tới Mỹ và hang đá mình tự làm. Chúc cả nhà coi vui vẻ nhé! Đây là cảnh trang trí hang đá do cháu rể của mình làm nha cả nhà ở Việt Nam nha. Đây là hang đá mà anh ba của mình làm 27 năm về trước, sử dụng giấy phôi để làm đó cả nhà. Và đây là cái bàn thờ trước khi mình làm hang đá. Mình sẽ làm một cái hang đá theo kiểu của anh ba mình nha cả nhà. Và đây cả nhà ơi, tác phẩm của mình nè. Bộ tượng bên trong này là do chị Năm mình gửi cho mình, tại vì ở bên Mỹ này bán mắc lắm cả nhà ơi. Thank you.
Đây là cảnh trang trí của hàng xóm nha cả nhà. Còn đây là cảnh trang trí ở ngoài đường phố, ở cái vòng xoay á, rất là đẹp luôn. Đây là cảnh trang trí ở phía ngoài của nhà thờ nha cả nhà. Và tiếp sau đây vẫn là những cảnh trang trí của những nhà hàng xóm nha cả nhà. Washington niềm vui cuộc sống xin mến chúc ông bà, cô chú bác, anh chị, em và các bạn mùa Giáng sinh vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.